Hello, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok, anh em ơi, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại review cho anh em một con app tài xỉu, một trong những gọi là con app tài xỉu uy tín nhất thời điểm hiện tại anh em nhé. À, thì nó uy tín như thế nào ấy, thì tôi đã chia sẻ khá là nhiều những video trước rồi. Thì hôm nay sẽ có một cái video giải đáp cho anh em những cái thắc mắc trong thời gian vừa rồi. Đấy là anh em hỏi là cái con app sau 8 game bài này nó có code miễn phí không? Đấy, hôm nay cũng khá nhiều anh em hỏi cho nên là cũng lên một cái video để chia sẻ cho anh em luôn. Thật ra thì cái con app sau 8 game bài này trước đây ấy, là trước khi tôi vào chơi ấy, là nói chung là khi mà tôi thường 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 tôi vào chơi một con app nào đấy, tôi sẽ hỏi xem nó có code không để mình trải nghiệm thử xem. Đấy, mình trải nghiệm thử xem là nó có ok không rồi mình mới chơi. Thì trước đây tôi đã xin cái code ở chỗ chăm sóc khách hàng rồi. Đấy thì hôm nay tôi vừa hỏi lại xong. Tôi vừa hỏi lại chăm sóc khách hàng xem nó còn code tân thủ không. Đấy thì nó có phát cho tôi một ít đây anh em ơi. Đây, tôi sẽ chia sẻ cho anh em một ít code tân thủ để anh em trải nghiệm. Thì anh em cứ bấm vào cái đường link ở cái phần mô tả của tôi. Xong đấy anh em đăng ký và nhập cái code này vào. Đây em bấm vào nạp tiền này. Bấm vào nạp tiền này. Rồi xong đấy là gift gift code này anh em. Đấy. Là nó mình nhập cái code này vào là mình có thể trải nghiệm và nó có thể rút bình thường em nhá. Nếu anh em ăn được thì có thể rút bình thường nhá. Đấy thì nhiều anh em nhắn tin hỏi thì nói chung là ngồi trả lời tất cả anh em luôn thì cũng không được, bởi vì quá nhiều anh em, tôi cũng khá là bận nữa, cho nên là hôm nay lên một cái video để chia sẻ cho toàn bộ anh em luôn để em biết. Ok nhá, hôm nay sẽ vứt cho anh em một ít code như thế thì anh em vào trải nghiệm thử đi, nếu như cảm thấy ok thì chiến thôi anh em, đúng không? Thì con app tài xỉu 68 game bài này, cái ưu điểm lớn nhất của nó là gì? Theo cá nhân tôi ấy, cái ưu điểm lớn nhất của cái thằng 68 game bài ấy, là cái nạp rút của nó. Cái nạp rút của nó cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Nạp rút quá 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 nhanh luôn. Ui cái hũ 8 tỷ này anh em ơi. Cái hũ 8 tỷ này, ngon nhỉ. Ui 18 mà không nổ nữa chắc nó đợi tôi hay sao ấy. Ui. Từ anh em, tôi sẽ làm tay đã. Rồi phang cái tài một củ đi. Cái ưu điểm lớn nhất của thằng này tôi nghĩ là cái nạp rút và những cái ưu đãi mà nó dành cho người chơi, đúng không anh em? Cảm nhận của tôi nó như thế anh em ạ, tức là nó sẽ chăm chút từng khách hàng, bởi vì mình đang sử dụng cái dịch vụ của nó mà anh em ơi, tất nhiên là nó phải chăm chút mình rồi, chứ không phải như thằng Sunwin với cái tầm 8 đâu nhá, mà nó chỉ chăm chăm vào những người mới thôi, mẹ những người cũ như mình tôi đã thua, tôi đã khống cho nó rất là nhiều rồi, mẹ đấy khi có cái việc gì hỏi phát là bắt đầu rất là khó chịu luôn, và không hề có một khuyến mãi nào cho những anh em chơi lâu năm hết. Nhưng khách cũ lại không có. Đấy, riêng cái thằng 68 game bài này, anh em có thể vào khuyến mãi này, anh em biết này, đây, nạp tiền, nạp mỗi ngày này, nạp đầu mỗi ngày này. Đấy, nạp đầu mỗi ngày là đã có rồi. Là đã có khuyến mãi rồi, chứ không phải nạp lần đầu nữa nhá, nạp mỗi ngày anh em nhá. Nạp lần đầu mỗi ngày này. Đấy. Và cái nhiệm vụ này, những cái nhiệm vụ như thế này này, tổng cược bao nhiêu là sẽ nhận bao nhiêu này. Đấy, điểm danh này, lì xì này. Đấy, lĩnh thưởng hàng ngày, điểm danh hàng ngày này. Đấy, nó rất là nhiều khuyến mãi, rất là nhiều những cái ưu đãi cho anh em luôn, chứ đâu như cái thằng Go 88 mà Sunwin một thời á, một thời cũng là con app tài xỉu quốc dân đấy anh em ơi, nhưng mà tầm này đấy nó như thế thì không ai, tất cả mọi người quay lưng lại với nó là đúng rồi anh, còn gì nữa anh em, đúng không? Đúng không? Nói chung một con app nào đấy mà nó ok thì anh em sẽ chơi thôi, bởi vì mình là người sử dụng dịch vụ và mình bỏ tiền ra mình sử dụng dịch vụ thì nó phải ok với mình thì mình mới chơi chứ, chứ chẳng nhẽ bây giờ là chơi bừa chơi bãi như thế ra, đúng không? Mình có quyền đòi hỏi mà anh em, mình có quyền đòi hỏi mà. Mình là một thằng chơi lâu năm và chính chúng ta nha anh em, là những con người đã tạo nên cho nó cái tên tuổi ngày hôm nay. Ví dụ như Go 88 không có lượng người chơi đông như chúng mình đây, nhưng những con người như chúng ta đang chơi Go 88 đây thì làm sao nó được như bây giờ? Thằng Sunwin cũng thế, nên làm sao tụi nó được như bây giờ và nó quay lại nó chỉ có tập trung vào những người mới thôi. Chứ còn người cũ nó không có một cái ưu đãi hay là chính sách gì mà có ưu tiên đặc biệt gì hết. Mà nó cay cú kiểu gì luôn. Tôi là một cái thằng đã mất rất là nhiều ở trên chỗ Sunwin này em nhá. Tôi mất rất là nhiều đấy. Nên là rất là cay cú luôn. À, nhiều khi nghĩ tức tối nha mọi cái tiếp này. Nhiều khi nghĩ tức tối nha. Nhưng mà thôi chấp nhận thôi chứ. Đúng không? Làm được cái gì nó đâu. Mình cảm thấy không hợp thì mình không chơi thôi, đúng chưa? Mình cảm thấy nó không phù hợp với mình thì mình không chơi thôi, đơn giản thế thôi. Và tự nhiên nó mất một cái lượng khách rất là đông. Anh em thấy tầm này mẹ mày đang đang sập ở đây anh em ơi, đang trên đà sập ở đấy.
Tầm này có ai chơi nữa đâu. Tầm này mà ai còn chơi Sunwin và Go 88 thì tôi cũng nể nhem luôn đấy. Mà nó đổi đường link liên tục như thế thì bố thằng nào chịu nổi. Đường link mà nó đổi cứ 1-2 ngày nó đổi một lần. Mẹ mày đi săn cái đường link của nó là ỉa chạy luôn. Ỉa chạy luôn anh em ạ. Nhiều lúc mẹ mày muốn vào chơi luôn. Bận cái công việc gì đấy, kiểu có thời gian rảnh khoảng 10-15 phút lại phải đi hỏi đường link. Mà có phải là hỏi ai cũng biết đâu. Ai cũng như mình, ai cũng như mình. Đấy, người biết người không. Người biết thì nhiều khi mẹ mình lại hỏi nhầm những con áp sập nữa thì ôi giời ơi luôn. Đúng không? Bởi vì anh em chắc anh em cũng biết rồi, Go 88 và Sunwin là một trong hai thằng có nhiều con áp sập của nó nhất. Nó làm nói thẳng với anh em luôn, nó làm y hệt cái áp chính luôn, không khác một cái gì luôn, kể ngay cả cái thằng vãi lại gãy này, ngay cả cái thằng chăm sóc khách hàng nó cũng nói chuyện y hệt luôn anh em ơi. Người vãi cái linh hồn luôn, nó tinh vi như thế đấy. Nó chỉ khác mỗi cái đường link thôi. Đấy, và đường link thì cái app chính nó đổi liên tục như thế thì bố ai mà biết được là cái đường link chính, đường link nào là link chính và đường link nào là link sập, đúng không? Đấy, thế nên là nhiều khi mình cảm thấy nó không phù hợp, nó không đáp ứng đủ nhu cầu cho mình thôi. Mình chơi mình không cảm thấy an toàn thì mình nghỉ thôi. Đúng chưa? À, nhiều khi nó kiểu tôi nghĩ theo cá nhân tôi nghĩ ấy, là giống như thằng Go 88 và Sunwin ấy, là nó đủ rồi, nó ăn đủ rồi nên nó không quan tâm đến người chơi nữa. Kiểu nó như thế nha mà nó ăn đủ rồi, nó kiếm đủ rồi ấy. Cho nên là nó mặc xác người chơi. Đấy, muốn chơi thì chơi, không chơi nghỉ. Nó chỉ tập trung để mời những người mới thôi. Kiểu nó như thế nha mà. Rất là bực mình luôn. Mình cảm thấy như kiểu bị phản bội ấy nha mà. Mà cay cú gì đâu. Thôi được rồi, nếu mà mình không thích thì mình không chơi thôi, không nói nhiều nữa em nhé. Ok, tập trung làm thêm mấy tay nữa nghỉ này. Đấy giờ thua hơi nhiều đấy nhá. 4 xem nào. Ui mẹ mình vẫn lên 5 kìa. Định mệnh luôn này. Xấu nhở. Xấu hơi xấu đấy nhá, hơi xấu đấy nhá mẹ, cầu hơi xấu đấy. 10 10 10, 3 con 10 luôn này. Thôi được rồi, chắc là sẽ dừng lại tại đây thôi anh em ơi. Chắc là sẽ dừng lại tại đây thôi. Hôm nay thì chủ yếu lên video để mà tâm sự với anh em một tí, thì cũng nhân tiện để giải đáp những cái thắc mắc của anh em trong thời gian vừa rồi, và cũng gửi anh em một ít code code để anh em vào anh em trải nghiệm. Đấy, ok. Thì chắc là hôm nay sẽ dừng lại anh em nhé. Ngày mai chiến tiếp thôi. Hôm nay như thế thôi. Nói chung là mấy hôm nay tôi cũng khá là bận anh em ạ. Anh em nào mà nhắn tin cho tôi mà không thấy phản hồi thì anh em thông cảm nhé, bởi vì tin nhắn nó nhiều quá anh em. Công việc của tôi nó bộn bề quá. Đây cả ngày đi làm về rồi nhiều khi nó trôi tin nhắn anh em ơi. Cả ngày đi làm về rồi nhiều khi mệt thì không check tin nhắn được ấy. Thì anh em nói chung là anh em hãy bình luận ở dưới cái video này đi. Thắc mắc gì thì anh em cứ bình luận ở dưới video này. Tôi sẽ giải đáp cho anh em nhé. Rồi ok, chúc anh em là có những trải nghiệm mượt mà và tìm được một cái cách chơi phù hợp để luôn luôn có lãi và an toàn nhất có thể anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.